Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin công bố bất ngờ Thủy Tiên uy tín gấp 70 lần mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về việc cứu hộ 26 người mất tích từ hai chiếc tàu cá ở Bình Định bị chìm khi chạy đi tránh bão, các báo đưa tin là máy bay tìm kiếm nhưng không phát hiện được mục tiêu. Trước đó, mạng xã hội đã có tin nói rằng đã liên lạc được với 26 ngư dân. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ nói rằng đó là tin không chính xác. Vào buổi trưa và chiều ngày 27 tháng 10 năm 2020, đã có tin 26 ngư dân này mất tích. Nhưng mãi đến 13 giờ 37 phút vào ngày 28 tháng 10, chiếc thủy phi cơ DHC-6 mới bay đi tìm kiếm trong suốt 1 tiếng 30 phút. Tuy nhiên, không có kết quả. Đây là hình ảnh mái tôn bay, cây cối bị chốc ngã đổ khắp nơi ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng trong ngày 28 tháng 10 năm 2020 khi bão số 9 đi qua. Bão số 9, tên quốc tế là Molave, đã đổ bộ vào đất liền vào sáng ngày 28 tháng 10 ở các địa phương từ Đà Nẵng đến Phú Yên và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều ngày 28 tháng 10. Bão đã đi khỏi vùng ven biển và lên phía tây khu vực Bắc Tây Nguyên, Tây Quảng Nam, giáp Lào. Bắt đầu mưa khủng khiếp ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Tây Quảng Nam và Huế. Thiệt hại ban đầu cho thấy có 3 người chết, 28 nạn nhân mất tích, hàng chục nghìn căn nhà bị tốc mái, 1,7 triệu nhà bị mất điện, hàng trăm cây xanh bị ngã, gãy và hai chiếc tàu đánh cá bị đắm mất tích. Trong số 56.000 ngôi nhà bị tốc mái, có trên 53.000 căn ở Quảng Ngãi. Và thống kê cho thấy bão số 9 đã làm sập 34 nhà, Quảng Ngãi 9 nhà, Bình Định 23, Phú Yên 1 nhà và Gia Lai 1 nhà. Ở Kon Tum, một cầu treo ở huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt 115 hộ với 680 người ở thôn 11, xã Đắk Ruồng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam vào chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020 cho biết, mực nước lũ trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum đang lên rất nhanh. Trong thời gian 12 giờ tới, lũ trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị có thể lên mức báo động số 2. Lũ sông Vu Gia ở Quảng Nam và sông Trà Khúc, sông Vệ ở Quảng Ngãi lên mức báo động số 3. Đáng lưu ý, đỉnh lũ trên sông Đắk La ở Kon Tum có thể lên tới 122,5m, trên báo động số 3 gần 2m. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập lụt ở đô thị, vùng trũng ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên. Lũ cuốn trôi nhiều cầu khiến hàng nghìn người dân ở xã Kon Tum bị cô lập. Đây là hình ảnh chiếc cầu sắt ở xã Đắk Phê, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum bị cuốn trôi, khiến 3 thôn với 1.500 dân bị cô lập. Tại Gia Lai, bão số 9 làm tốc mái 21 nhà và nhiều trường học tại các huyện như Chư Sê, Hy Hao và Krông Krô. Trong khi đó, ở Kon Tum, bão khiến quốc lộ 24 và quốc lộ 26 qua huyện Kon Prom bị ngập nước, các phương tiện không thể lưu thông. Hiện nay, xã Mang Cảnh, huyện Kon Plong với hàng ngàn nhân khẩu đã bị cô lập vì tỉnh lộ 676 ngập sâu. Lũ lớn cũng xuất hiện tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cuốn trôi cầu sắt nối xã Đắk Re với trung tâm huyện, khiến 1.500 khẩu bị cô lập. Ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Lây cho biết, mưa lớn còn khiến tuyến đường tỉnh lộ 673 và đường Hồ Chí Minh nhiều điểm sạt lở, khiến xã Đắk Lô và Ngọc Linh bị cô lập. Sau khi bão số 9 quét qua huyện đảo Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi, nhiều nhà dân cũng bị sập, tàu thuyền và lồng bè nuôi cá của người dân bị hư hỏng, nhiều tàu bị đánh chìm gây thiệt hại rất lớn. Đường sắt cũng tê liệt. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang thuộc Khánh Hòa cho biết, bão số 9 khiến cây cối ngã vào đường dây giao thông đường sắt tê liệt. Thủy điện Quảng Trị xả lũ từ 15 giờ chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020. Trong khi đó, theo dự báo, sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng ở địa phương này do ảnh hưởng của bão số 9 gây ra. Công ty Thủy điện Quảng Trị sẽ thực hiện xả lũ từ 15 giờ ngày 28 tháng 10. Lưu lượng xả lũ tại thời điểm ban đầu theo thông báo là 40 mét khối một giây, sau đó được điều tiết theo lưu lượng lũ về hồ thực tế. Nhà máy Thủy điện Quảng Trị được vận hành bởi Công ty Thủy điện Quảng Trị là thủy điện lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị với công suất thiết kế 64 MW. Đây là hình ảnh nhà máy thủy điện Đắc Mi 4 dự kiến xả lũ 11.400 mét khối một giây, Quảng Nam, Đà Nẵng đối mặt với ngập lụt sẽ xảy ra. Nguy cơ cao rất cao xảy ra là lũ quét,
sạt lở các vùng núi và các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, các xã phía tây huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hải Đăng. Sạt lở ven sông suối, ta luy đường giao thông, các công trình đang thi công. Tại vùng đồng bằng, nguy cơ xảy ra ngập úng, ngập lụt vùng trũng và thấp ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng. Lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 10, công ty thủy điện Đắc Mi 4 thuộc Quảng Nam đã thông báo điều chỉnh xả lũ lần 2 với lưu lượng dự kiến lên tới 11.400 m khối trên một giây. Dự báo trong từ 16 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia lên báo động số 3 vượt mức lịch sử gần nửa mét. Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lũ và lũ quét sạt lở ở mức cấp 4 là mức rủi ro cao nhất. Về chuyện uy tín làm công tác từ thiện và cứu trợ người dân tại vùng lũ của ca sĩ Thủy Tiên cùng nguồn tiền ủy thác cho cô tăng ngày càng lớn. Và Đài Á Châu Tự Do tại Mỹ đã thực hiện một cuộc khảo sát trong 3 ngày liên tiếp và đưa ra kết quả. Đây là hình ảnh bảng tổng hợp kết quả khảo sát của Đài Á Châu Tự Do cho câu hỏi bạn muốn đóng góp tiền cứu trợ nạn nhân lũ lụt cho ai hay cho tổ chức nào. Kết quả cho thấy chỉ có 1,3% số người được hỏi muốn chuyển tiền cứu trợ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khảo sát của Đài Châu Á Tự Do từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020 và trong đó chỉ có trên 1% số người được hỏi đồng ý chuyển tiền cho Mặt trận Tổ quốc. Có tới 92% số người muốn chuyển tiền cho ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện. Cụ thể, khảo sát của Đài Á Châu Tự Do trên fanpage diễn ra trong 3 ngày, có 775.031 người tiếp cận với bài đăng, trong đó có tổng cộng 25.761 người đã tham gia khảo sát bằng cách nhấn vào các biểu tượng cảm xúc. Có 23.261 người được hỏi đồng ý sẽ chuyển tiền cứu trợ nhân dân miền Trung cho ca sĩ Thủy Tiên. 560 người chọn YouTuber Khương Dừa với tỷ lệ 2,2%. Đáng chú ý là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc và Đài VTV của Việt Nam chỉ nhận được lần lượt con số rất khiêm tốn và ít như sau: 3,7%, 1,3% và 0,3%. Một số độc giả bình luận cho biết sẽ chuyển tiền cứu trợ cho người mà họ tin tưởng như các tổ chức tôn giáo ở địa phương để thay mặt họ cứu trợ cho người dân. Cho đến nay, ca sĩ Thủy Tiên đã nhận được khoảng 150 tỷ đồng Việt Nam để cứu trợ cho người dân và con số này vẫn tăng lên mỗi ngày. Trong khi đó, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại khuyên cô nên chia sẻ số tiền này cho Hội Chữ Thập Đỏ hay bản thân mặt trận để dư luận khỏi hoài nghi. Facebook Đỗ Dũng cho biết như sau: cô ấy đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc giữa nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà lúc thường khó nhận ra. Còn Bùi Phi Hùng thì đáp lại như sau: thì đấy, bài học ăn bớt, ăn chặn, ăn bẩn xưa nay của hàng hàng lớp lớp cán bộ ở vùng miền, vị trí vẫn nhan nhản đấy. Nào là trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật ngay tại Hà Nội, nhà tình thương, trung tâm giáo dục, xã, huyện, tỉnh, ăn chặt chừa thứ gì, bất kể tình huống, hoàn cảnh nào. Còn Facebook Hoàng Tắm thì bình luận như sau: ca sĩ Thủy Tiên có công với dân vùng lũ vì đã huy động được hơn 150 tỷ đồng Việt Nam để hỗ trợ cho bà con. Thế nhưng Thủy Tiên còn có công lớn hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giúp họ nhận ra vị thế của mình trong lòng dân như thế nào. Trước nhiều dự báo do bão Molef có sức mạnh tương đương bão Damrey 2017, người dân miền Trung đã nín thở cầu nguyện trước cơn hồng phong số 9 vừa đổ bộ trưa nay vào Việt Nam. Đây là hình ảnh tại huyện đảo Lý Sơn, nhiều người nhà dân đã bị tốc mái, tôn bay xuống đường, tàu thuyền bị chìm dù đã neo đậu sát bờ. Anh Nguyễn Hình Sơn ở huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định nói với đài BBC tại London như sau: chỉ mong bão nhanh qua, bà con đã chịu quá nhiều đau thương trong một năm nay rồi. Tối qua, gia đình tôi thức trắng đêm, chờ bão vì nghe gió rít. Nhiều người ở ven biển, nhà tạm không kiên cố đã làm hầm trú ẩn. Những nhà này là những nhà không có điều kiện và họ dùng lột tôn nên sẽ không trụ nổi trước cơn bão này. Tôi chỉ mong họ bình an. Cũng trả lời đài BBC tiếng Việt vào sáng 28 tháng 10 từ Quảng Ngãi, anh Phạm Thế cập nhật tiếp như sau: từ 8 giờ sáng nay, bão đã giảm xuống cấp 12. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, gió mạnh đã quật ngã cây cối, bảng hiệu, thổi bay mái tôn, mái ngói, nhà dân. Hiện bão đã vào bờ, mái tôn nhiều nhà bị lật tung như tờ giấy. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia dự báo độc lập, nhận định cơn bão số 9 cho biết trên trang Facebook cá nhân
là cơn bão rất mạnh khi nó được hầu hết các điều kiện thuận lợi để phát triển thành cơn cuồng phong. Đội cứu hộ miền Trung đã nhận được 2.449 cuộc gọi cầu cứu trong lúc bão và đa số các trường hợp đều có nhà bị tốc mái cho dù tâm bão chưa vào. Đây là lý do tôi liên tục kêu gọi sự sơ tán trước bão vào thời điểm này và ngay cả các đội cứu hộ cũng không thể ra đường. Ông Huy thông tin như vậy. Người dân ở Quảng Nam cho biết suốt đêm qua cứ 15 phút loa xã, loa nông thôn lại phát đi bản tin khẩn cấp có tên cuồng phong số 9, đủ để thấy sức nghiêm trọng của cơn bão số 9 lần này. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Kỳ Mai ở Cẩm Thanh, Hội An cập nhật tình hình cho biết ông vẫn an toàn, tuy nhiên khu vực nhà ông điện đã cắt, gió vẫn giật mạnh, sóng biển dâng rất cao. Ông nói trục đường Bạch Đằng trên phố cổ Hội An đã ngập nước dù đêm qua lượng mưa không lớn. Mực nước sông Thu Bồn đã dâng khoảng 50cm và nhiều khả năng sẽ chìm trong bể nước khi biển đã không còn đủ sức bao dung. Anh Nguyễn Hình Sơn ở huyện Phủ Mỹ, tỉnh Bình Định đã nói với đài BBC vào sáng ngày 28 tháng 10 như sau. Hiện gia đình tôi vẫn ổn, mưa to, gió rít mạnh. Khi vào đất liền, tâm bão sẽ có lúc xoáy kinh khủng và những vùng gần tâm bão như quê tôi sẽ có hướng gió Nam Bắc, còn Quảng Nam sẽ có hướng ngược lại. Đây là hình ảnh nhà tốc mái tôn bay khắp nơi sau bão ở Quảng Ngãi. Theo dự báo, khoảng 12 giờ trưa, bão sẽ vào, nó sẽ nghỉ một tí rồi sẽ bứng đổ tất cả những gì nó đi qua và đủ sức. Đây là kinh nghiệm mình đã được biết và đang sống trong rốn bão như vậy. Bão vào buổi đêm thì rất ác liệt. Bão quật khi nước đã thối đất, cây rễ bật hết gốc lên, thông qua những hộ ven biển, nhà tạm không kiên cố phải làm hầm. Anh nói thêm. Từ Kon Tum, bà Nguyễn Thanh Trang cập nhật với đài tiếng nói BBC tại London như sau. Mưa bão rất mạnh, đường phố vắng người qua lại. Một số cây cũng bị đổ ngã trên đường. Hết lũ Bắc Trung Bộ, rồi lại đến bão Nam Trung Bộ. Hiện tại đồng bằng Kon Tum đang co ro chống mưa bão. Và để chuẩn bị chống bão, nhiều người dân đã phải tự làm hầm trú ẩn và gia cố mái tôn. Trên mạng xã hội, nhiều người đã chụp lại hình ảnh họ dùng bao cát, túi ni lông chứa nước chặn trên mái nhà. Có người cũng dùng dây thừng, cọc tre và nhiều thiết bị khác để buộc cánh cửa. Một số người đã viết tên của mình trên mái tôn để nếu lỡ bão thổi bay mất thì có thể tìm lại được. Còn ở Đà Nẵng, một số khách sạn, trung tâm thương mại trên các trục đường chính tiến hành chẳng chống, không chỉ bằng cọc gỗ, thanh sắt mà còn thuê cả container, xe tải, xe bồn để tránh bão đánh sập hệ thống cửa kính. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Với người dân quê, mỗi tấm tôn cũng là một món đồ giá trị. Biết là sẽ có nhà sập, tôn bay vẫn cần để che tạm chỗ tránh mưa, tránh nắng sau bão. Và sáng nay, bão số 9 áp sát Quảng Nam, Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất là 115-135 km/h ở vùng tâm bão, gây mưa to và gió giật mạnh. Trên trang Facebook, nhiều người đăng dòng trạng thái như sau. Mong trời đất nhẹ tay để cầu chúc cho đồng bào ở rốn bão. Bác sĩ Cao Xuân Minh cũng chia sẻ như sau. Cầu mong bão giảm cấp cực nhanh khi tiếp bờ, sợ nhất bà con vùng ven biển nôn nóng, hư hại tài sản, vật nuôi, nhào ra khi đang tâm bão, lặng gió để rồi dính hồi mã, thượng bão ngược lại thì sẽ rất nguy hiểm. Còn nhà báo Kỳ Mai chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Đêm qua lại một đêm không ngủ. Anh Oa hàng xóm đã đưa cha và gia đình đi sơ tán chiều qua. Vườn không nhà trống, căn nhà cấp 4 siêu vẹo, không biết có chịu nổi hết ngày nay hay không. Lòng chắc ẩn đâu sợ bão giông, nhưng giông bão xin hãy nhẹ tay. Đồng bào miền Trung đang còn nhiều người trú ẩn trong hầm. Nhà báo Kỳ Mai đã viết như vậy. Nhiều người dân ở xã Quảng Ngãi, đặc biệt là người già, đã được sơ tán vào các trụ sở như trường học, nhà văn hóa để tránh bão. Nhà báo này kể rằng người dân ở quê ông đang giúp đỡ lẫn nhau. Ông cũng cho hai vợ chồng cùng con nhỏ sang trú chân lánh nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 với bản tin Công bố bất ngờ Thủy Tiên uy tín gấp 70 lần mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.